BOT làm đường này và thu phí đường khác có vẻ không ổn anh Duy nhỉ? Đúng rồi, nếu mà làm đường này mà thu phí đường khác là không ổn. Kể về chi tiết hiệp định Geneva Paris nghe chơi. Trời đất ơi, Paris ở Việt Nam mình có hai cái hiệp định quan trọng, đó là hiệp định Geneva và hiệp định Paris. Một cái hiệp định khơi mào cho chiến tranh Việt Nam, một cái hiệp định kết thúc chiến tranh Việt Nam. Bây giờ các hiệp định Geneva, hiệp định Paris á, nó có những điểm chính sau đây mà bạn phải biết nè. Thứ nhất, quân đội nước ngoài phải rút ra khỏi Việt Nam, rút ra khỏi miền Nam mà. Quân đội nước ngoài rút ra khỏi miền Nam. Một ý. Ý thứ hai, quân đội nước ngoài không được viện trợ cho chiến trường miền Nam. Đó là hai ý quan trọng nhất trong hiệp định Paris. Quan trọng nhất trong hiệp định Paris nha. Bạn chỉ cần hiểu hai ý đó thôi là bạn hiểu được cái hiệp định Paris rồi. Đó là lý do tại sao sau hiệp định Paris mà Mỹ phải rút á. Mỹ rút và Mỹ ngưng viện trợ. À. Hồi chiến tranh Việt Nam giống như một con tốt trên bàn cờ của hai phe cộng sản và tư bản thôi, cũng không hẳn là con tốt em, không hẳn là con tốt nha. Tại vì căn bản nước mình nó bị Pháp chiếm từ năm 1958 mà chưa thống nhất được, chưa chưa hòa bình được, nó dây dưa cho tới bây giờ. Đó, nó dây dưa cho tới bây giờ, cho tới năm 1954 luôn á. Thì người Việt Nam lúc đó là có một cái đảng phái, rồi đảng Cộng sản, là Việt Minh á, mạnh quá, mạnh nhất trong mấy đảng, nên muốn thống nhất đất nước đó, muốn đánh đuổi tư bản ra khỏi nước Việt Nam mình, chứ nó là con cờ thì cũng không hẳn em. Vụ Tết Mậu Thân thì sao? Trời đất ơi, Tết Mậu Thân không biết luôn hả? Khổ vậy. Biết Tết Mậu Thân không? Đó, Tết Mậu Thân á, là quân giải phóng đồng loạt, gọi mình dùng cái từ là khởi nghĩa đó mấy bạn, ở khắp chiến trường miền Nam luôn, từ Huế, Đà Nẵng, rồi Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Mỹ Tho rồi đó, làm sạch đất hết đó. Đó là vào trong những ngày Tết. À, vào trong những ngày Tết thì lúc đó là mấy ông nội Việt Nam Cộng Hòa đi nhậu nhẹt này nọ đó, chơi bời gái gú nhậu nhẹt, bị quýnh cái sắp mặt luôn. Mỹ nó giật mình luôn, mà quýnh cái Mỹ nó không ngờ luôn. Mỹ nó nói rằng chắc quân giải phóng không có đủ lực lượng để đánh trận này đâu, không đủ đâu, coi thường nữa nè. Mỹ nó coi thường mình lắm mấy bạn. Xong rồi nó đinh ninh, nó thờ ơ, mình tát cho nó bể đầu luôn. Xong rồi nó rần mình nó luôn. Mình mà anh trong cái trận Mậu Thân nó hay nhất, cái cú mà đánh vô đại sứ quán Mỹ, đúng không? Đó giờ trên thế giới chưa có một cái thế lực nào mà nó dám quýnh vô đại sứ quán Mỹ các bạn, mà Việt Nam mình quất vô đại sứ quán Mỹ luôn. Mỹ gọi là rất là sỉ nhục. Mỹ cảm giác như là bị sỉ nhục ghê gớm lắm bạn. Tại vì trong trong cái gọi là suy nghĩ của người Mỹ đó, đại sứ quán của Mỹ nó giống như là lãnh thổ của Mỹ ở quốc gia khác. Mà bây giờ mình đập vô đại sứ quán của Mỹ thì giống như là mình đập vô cái nước Mỹ vậy đó. Nó tự tôn mà nó tự ái. Đó, nên qua cái trận tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 đó đó, thì Mỹ nó phải nhìn nhận là cuộc chiến nó á đù đụng ở Việt Nam nó phải gian vừa đâu, chết mẹ rồi, từ từ tính lại coi, căng căng rồi đó đó. Chứ trước năm 1968 nó coi quân giải phóng là đồ chơi đó. Nên xong cái cuộc mà chiến tranh năm 1968 đó, thì cái dư luận phản chiến của Mỹ nó lên cao đó, qua những cái bức hình tướng Loan bắn này nọ này cái kiểu, rồi qua qua những cái cuộc vận động và qua những cái tin tức từ chiến trường. Tại vì mà cái Mậu Thân năm 78 đó, hình như là cái giai đoạn đó đó là cái ông tổng thống mà Johnson đó mấy em, ông Johnson ông mới là chém gió với tướng lĩnh ông bên Mỹ, ông nói rằng Việt Nam này sắp chết rồi, mới nói câu trước câu sau, mới nói câu đó mấy ngày sau bị quýnh ôm hết rồi. Cái xong cái tướng lĩnh chủ là ê, ông là tổng thống, ông chém gió vừa thôi nhau, vé sao tôi ứ cái bầu ông nữa đâu. Rồi cú đó Johnson bay chức luôn. Cú đó là Johnson đâu có đâu đâu đâu, đâu có được tái đắc cử đâu. Đó. Đâu được tái đắc cử bạn. Mà tương tự như vậy tới năm 1972
trận địa biên phủ bên trận điện biên phủ trên không đánh bay luôn cái ghế của Nixon. Nó hay như vậy đó mấy bạn, nó hay như vậy đó, đánh bay luôn cái ghế của Nixon. Vậy thì bây giờ chốt lại vấn đề, cái trận 68 đánh bay cái ghế của Johnson, trận thứ 70 năm 1972 đánh bay cái ghế của Nixon. Điều đó chứng tỏ là cái bộ tham mưu của Việt Nam mình quá giỏi, biết chọn thời cơ, quýnh rất hay các bạn. Cái đó là gọi là nghệ thuật đánh lộn đó, đánh lộn là phải có nghệ thuật nhen đó. Chứ mấy thằng nào cứ đánh lộn thôi, tràn binh ra hai bên bắn nhau đi, thằng ngu học. Kết quả làm sao? Kết quả thắng lợi chứ sao trời. Kết quả nói cho bạn nghe luôn, đầu tiên đó là quân giải phóng thắng về mặt quân sự, nhưng mà sau đó đó lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ đồng minh phản công lại, Việt Nam thua về mặt quân sự, nhưng trên mặt trận ngoại giao và trên mặt trận tuyên truyền, mặt trận truyền thông, Việt Nam thắng tuyệt đối. Hồi nãy nói bạn chưa hiểu hả? Thứ nhất là phong trào phản chiến bên Mỹ lên cao và đánh bay cái ghế của Johnson đó, đánh bay cái ghế của Johnson mà bạn nó không thắng hả? Trời ơi trời ơi. Làm cho người dân Mỹ cảm thấy họ tức, họ tự ái, họ bức xúc. Tại vì bao nhiêu cái đồng thuế của họ đóng vô cái đất nước Mỹ để cho nuôi chiến tranh, mà trong khi chiến tranh nó vô lý, nó phi nghĩa, nó chả được cái con khỉ gì cả, còn bị một cái lực lượng gọi là Việt Nam quýnh cho muối mặt trước thế giới nữa. Nhục lắm chứ bộ giỡn em. Đó là thắng nha. Mày hỏi tao, tao đâu phải chuyên gia quân sự đâu, mày hỏi khó quá. Việt Nam không có tiếp viện liệu có thắng được không anh? Tiếp viện ở đâu em? Tiếp viện gì? Bây giờ mà em nói thì quýnh lộn, đừng có chữ nếu, đúng không? Em cứ tối ngày em nếu hoài. Nếu cái con khỉ gì, thua là thua, thắng là thắng. Nếu hoài, làm như yêu lắm vậy kéo. Nghe bạn phân tích giờ mới hiểu về Mậu Thân. Đúng, Mậu Thân nó vậy thôi, bạn hiểu đơn giản thôi, đừng hiểu nhức đầu dài dòng. Còn cái vấn đề nữa, thảm sát Mậu Thân. Nói cho bạn nghe luôn nè, giờ quýnh lộn hai bên, tố qua tố lại cậy mẹ tụi mày chứ. Đúng không? Tự nhiên mấy phản động chuyên gia nó tố, nó nói cộng sản giết người. Bây giờ bạn cứ suy nghĩ đi, bạn suy nghĩ coi nó hợp lý không? Tại sao giết? Giết người cũng phải có động cơ. Giờ bạn chỉ một cái động cơ cộng sản giết người đi. Đúng không? Công an điều tra cũng như Duy thôi à. Đúng không? Thứ nhất là tìm được chứng cứ, thứ hai là phải động cơ. Đúng không? Động cơ giết người chỗ nào? Nhưng mà Duy Nguyễn chứng minh được Mỹ có động cơ giết người nè. Duy Nguyễn chứng minh được á. Đúng không? Bây giờ bạn nói là cộng sản giết người, bạn chứng minh được động cơ cộng sản giết người đi. Đúng không? Nếu mà cộng sản giết người người lính của Việt Nam Cộng Hòa và giết người lính Mỹ, chuyện đó đúng, chạy sai cả. Lính giết lính bình thường. Còn bây giờ lính giết dân, nó mới là sai. Đúng không? Bây giờ lính giết dân, vậy thì cộng sản có phải người Việt Nam không? Đúng không? Vậy cộng sản đấu tranh cho cái gì? Có phải đấu tranh cho dân nghèo không? Đấu tranh để giải phóng dân tộc không? Triết học Mác Lênin. Đúng không? Giai cấp bần cổ nông là giai cấp lãnh đạo, đúng chưa? Vậy thì bây giờ tự nhiên không thù cũng quán gì hết trơn hết đó, cộng sản đi giết nông dân, đi giết người dân hả? Cái chuyện đó bạn nghe coi hợp lý không? Hợp lý không? Nhưng mà Duy Nguyễn chứng minh được có thể Mỹ với Cộng Hòa giết á. Đúng không? Duy Nguyễn chứng minh vừa những điểm sau đây. Thứ nhất là những cái hố chôn tập thể đó, lúc mà moi xác lên có nón cối, có quân phục của bộ đội, là có phải là người bộ đội chết không? Đúng không? Rồi cái số 2 nữa, đúng không? Chết với một cái lượng nhiều như vậy thì phải do một cái loại vũ khí nào nó ghê gớm, có do bom, do này nọ, máy bay nó thả thì may ra nó còn tin được. Và cái thứ ba là trả thù. Vậy thì trả thù, tại sao phải trả thù? Đó, mà nhớ là cái giai đoạn đầu của cái trận Mậu Thân đó, là Huế bị đánh sấp mặt luôn. Huế bị đánh sấp mặt. Đó, thì người lính Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy. Đó, quýnh ông lại, bỏ chạy. Sau đó mới phản công. Thì khi mà họ phản công, họ đánh đuổi, đánh bật được quân giải phóng ra rồi đó, thì họ trả thù những cái người dân mà che chở, mà gọi là cưu mang, hay là đại loại là giống như là
những người dân thân với quân giải phóng. Mày để cho nó vô, tao giờ tao giết mày. Cái luận điểm này suy nghĩ nghe các bạn hợp lý hơn đó. Đó, bằng Mỹ, thằng Mỹ là thằng ngoại lai, thằng ngoại lai nó giết người Việt Nam mình, bảo đảm bạn nó không có rung đâu. Bạn coi mấy cái hình đi, mấy thằng lính đánh thuê của nó cầm cái đầu người Việt Nam như trái banh vậy đó. Đó, bạn nhìn những tấm hình đó các bạn có căm phẫn không? Hả? Đúng không? Mấy thằng ngoại lai thì nó giết người nó lạnh lắm. Chỉ có người Việt mình, ví dụ như người Việt Nam Cộng hòa quân giải phóng thì cũng là người Việt. Ít ra khi mà mình giết người Việt á, cảm giác mình nhát hơn. Cái đó là sự thật thôi. Còn chuyện giờ chiến tranh tố qua tố lại. Nên mấy cái chiêu thảm sát là xưa rồi. Nghe nó vô lý cực kỳ luôn mà cũng có đứa tôi tin. Đúng mà, mấy vụ thảm sát con bài một rồi. Mấy vụ thảm sát con bài một rồi. Sao Mỹ nó không bom chết mẹ thằng Việt Cộng? Sao không bom? Nó bom trận Điện Biên Phủ trên không B-52 đó. Bây giờ bạn cứ thống kê coi trận B-52 đó Mỹ tốn bao nhiêu tấn bom và hao bao nhiêu chiếc máy bay. Ở đó mà không bom, nó bom cái bệnh viện Bạch Mai sụp luôn, còn có cái biển thôi à. Ế thế cải cách ruộng đất cộng sản chiết dân. Trời đã cải cách ruộng đất giảng lần rồi chưa nhớ nữa hả? Bây giờ cải cách ruộng đất á, anh Duy giảng rồi đúng không? Các bạn hiểu chưa? Cải cách ruộng đất là chém đầu mấy anh địa chủ mà cường hào ác bá đấu tố trong đó đó. Đó, thì ở trong cái cuộc cải cách ruộng đất là một cái việc làm đúng đắn, nhưng mà khi triển khai ra nó có một số điểm sai lầm. Nó do cái sự thù hận là một, và thứ hai nữa là do giết nhầm một ít thôi nha, không có nhiều đâu bạn. Một ít những người địa chủ người ta không có tội với nhân dân trước đó, không phải là làm tay sai cho Nhật và cũng không phải làm tay sai cho Pháp. Nói cái đó là nhầm, cái đó có và nhà nước đã thừa nhận. Nhưng ở miền Nam có một cái phong trào nó đối lập, nó tương tự như vậy. Đó là gì bạn? Tố cộng diệt cộng. Đó, tố cộng diệt cộng là cái hành vi mà Ngô Đình Diệm, chính quyền Ngô Đình Diệm á, cầm mấy cái cẩu đầu trảm á, có coi phim Bao Công không? Cầm mấy cái cẩu đầu trảm lê hết đất, hết những vùng quê miền Nam luôn. Nghi cái nhà nào mà chứa diệt cộng một cái là bập bập. Nghi cái nhà nào á chứa diệt cộng một cái là bập bập. Bởi vậy lúc đó bạn giết người bạn dễ lắm bạn. Giết người vậy nè, bạn lại nói Ngô Diệm, ê cái thằng đó chứa diệt cộng á. Đó. Xong rồi tự nhiên lê cái máy chém lại nhà thằng đó, bập bập. Nè, tìm hiểu kỹ hai bên đi bạn, tìm hiểu kỹ đi. Chính nhờ cái sách cải cách ruộng đất mà người cày mới có ruộng. Chứ còn không là cái bọn cường hào ác bá ngày trước nó thân với Pháp và nó thân với Nhật, nó chiếm hết đất cát rồi đó. Người nông dân đâu còn đất cát để mà cày đâu, đâu còn đất cát để mà trồng lúa đâu. Thì bây giờ cái chính sách đó nó không sai, đúng không? Bây giờ kêu mày trả mày không trả, mày có mày nợ máu với người dân mày phải đền thôi, đúng không? Ngày xưa nó làm hán gian, nó làm hán gian cho Pháp và cho Nhật, thì cái tội đó đáng xử không các bạn? Cái tội đó có đáng xử không? Cái vụ Vũ Hoàng Diệt, cái đó là cái trò mỹ dân trong cuộc trưng cầu dân ý năm 1955 đúng không? Bạn có biết bệnh viện gì vì dân không? Bệnh viện vì dân thì hình như là nằm là bệnh viện Thống Nhất gì phải không? Phải không? Phải bệnh viện vì dân là bệnh viện Thống Nhất nằm ở trên đường trên ngay chỗ ngã tư Mai Hiền không? Phải bạn nói bệnh viện đó không? Hả? Thì giả sử như cái bệnh viện vì dân là bệnh viện đó đúng không? Thì cái tên thôi. Có vấn đề gì không bạn? Không, dân chủ bác ái thiếu gì?
sao trong Nam không có cải cách, trong Nam nó sao biết trong Nam không có cải cách? Tại vì cái căn bản á, bạn phải hiểu như vậy, nó ở trong miền Nam á là một chế độ tay sai, một chế độ tay sai, bất kỳ một cái quyết sách nào bạn ra bạn phải hỏi nhà toàn quyền hết là cái số 1. Và cái số 2 nữa, cái trong miền Nam á là cái chế độ hướng về người giàu, hướng về tư sản, đúng không? Thì cải cách là mấy con khỉ gì? Tao đang giàu, tao đang ngon mà cải cách làm chi, đúng không? Mà cái chuyện có cải cách không thì hỏi ông Diệm á, hỏi ông Duy, ông Duy biết con khỉ gì, đúng không các bạn? Ông Duy chỉ suy đoán thôi, còn bạn muốn biết mà hỏi ông Diệm á. Tại sao thời bao cấp là sai lầm? Thì sai lầm mà, thời bao cấp là sai lầm chứ sao em? Chính sách kinh tế sai lầm dẫn tới kinh tế không phát triển, có năm GDP nó còn tụt hậu nữa, đời sống người dân lầm than đói khổ. Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới bắn rơi B-52, chính xác. Trung Quốc sắp đánh nhau với Việt Nam chưa? Chưa. Nhà tù ngoài Côn Đảo ngày xưa giam cộng sản đúng không anh, chứ không lẽ giam Duy Nguyễn? Vào ghé điếm anh ơi, vụ kiểm chế của chùa Lương Trì là như thế nào vậy? Cái vụ cái chùa Liên Trì nó nằm ở ngay chỗ Lưu Đình Cổ phải không? Ngay chỗ đó là khu dự án đó em, khu dự án của quận 2 đó, khu đó tất cả chỗ đó nhà đều giải tỏa hết mà. Thì cái chùa nằm đó cũng phải đi luôn chứ, giờ chuyện đó chuyện bình thường. Cưỡng chế gì mà cưỡng chế tào lao à. Bây giờ tụi em nghĩ coi toàn dân ở đó đi hết thì cái chùa nó lại có hợp lý không? Em trả lời đi. Nếu mà nó chưa hợp lý thì thôi, anh chịu. Sài Gòn ngày trước giàu lắm anh, giàu đó mà giàu em. Sài Gòn ngày trước GDP đầu người của người dân Sài Gòn ngày trước đó, của toàn cái miền Nam á, của Việt Nam Cộng Hòa đó, chưa bao giờ vượt qua được 130 đô một đầu người, một người một năm. Mà thằng Singapore bèo bèo là nó 5-600 rồi nha. Đó, bèo bèo nó là 5-600 rồi. Thằng Mã Lai rồi thằng Indo mấy quỷ kia nó qua mình cắt khúc. Nên cái chuyện mà Sài Gòn ngày xưa giàu á là không có đúng. Chỉ giàu hơn miền Bắc thôi, giàu hơn Lào, Campuchia, Miến Điện thôi đó, giàu hơn những nước như vậy. Và cái sự giàu giàu có của Sài Gòn ngày xưa đó, anh nói rất là nhiều lần rồi, đó là do tiền của Mỹ nó viện trợ trực tiếp và tiền của quân đội Mỹ và đồng minh nó tiêu dùng. Đó là hai cái nguồn chính để tạo ra cái GDP. Mời em với, mời em để làm gì? Trai không hứng.